viên tròn. Bạn thân mến thì bạn hãy chọn một trong những việc sau đây. Múa theo Trevor Sing cả một câu chuyện cười mà mọi người đều cười, làm tượng cho người ta nặng. Uống chén nước xuyên rồi. Dạ 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 dạ. Nãy em là uống bơ là không có bơ ha. Hết bơ rồi, ai bơ vậy? Trời ơi. Hồng đen. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cái này là bơ nào nó uống vậy? Bốn đứa gì vậy? Sao em quyết định đi? Thôi là tự đi. Là tự múa. Là tự đi. Hành quân. Dạ, sao không thì em chọn cái làm tượng cũng được. Rồi rồi có một cái ý nặng đi. Quá đạn gì đó. Ý nặng đi. Giờ bạn làm sao lên nặng bản thân nè. Tất cả lên nặng đi. Ai có thù em anh muốn. Em thì làm ai thù ấy đâu. Thôi giờ chỉ đại đi. Không, admin lên đi, admin lên đi. Admin lên đi. Tao kìa nét kìa cái người đi đây còn lại vô. Yêu cầu nặng tượng bé này đi em. Thôi nặng đi, bạn nghĩ là gì cái quá đạn mà nặng đi. Mình nói thì nén chứ không nói gì đâu. Tại sao? Tại giờ thì cậu bạn nói là mình bị nặng tượng. Bốc chung của Bu mà. Nên nét chịu biết hậu quả. Cái gì? Đâu có đâu. Bu nên nét chịu biết hậu quả. Không, tôi kêu nét admin làm mà. Rồi đó là yêu cầu của bà phải không? Không. Nó không phải là nó chọn được chung. Làm sao anh biết được yêu cầu của tôi? Tại cứ nghĩ rồi tư thế nào đó quả anh em đi sân khấu. Trời ơi. Giống cái tư thế nãy là hay nhất.